Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hóng Showbiz. Và điểm tin tuần mới ngày hôm nay của chúng tôi có thông tin gì hot, xin được mời quý vị cùng theo dõi. Tối hôm qua, ngày 22 tháng 8, mạng xã hội xôn xao với thông tin nam diễn viên Anh Đức bị nhiễm Covid-19. Thông tin này do chính nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của anh đã ổn định, nam diễn viên cũng không quên chia sẻ hành trình vượt Covid-19 do chính bản thân trải nghiệm để người hâm mộ có thể yên tâm. Đặc biệt, trong quá trình Anh Đức điều trị Covid-19, vợ chồng Trấn Thành, Harry Won, bạn thân của Anh Đức cũng có nhiều hành động bất ngờ dành cho nam diễn viên. Tối 22 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Anh Đức đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi tiết lộ anh đã dương tính với SARS-CoV-2. Nam diễn viên cho biết anh chính là ca F0 tự cách ly tại nhà và đã tự khỏi. Hành trình tự cách ly tự điều trị Covid-19 được Anh Đức chia sẻ cụ thể từ khi khởi bệnh cho đến khi khỏi hẳn. Trong đó đặc biệt, anh cũng có nhắc tới cặp vợ chồng bạn thân Trấn Thành và Harry Won. Theo chia sẻ của anh Đức, anh bắt đầu có triệu chứng vào ngày 1 tháng 8. Ban đầu thấy sốt và mệt uể oải, sau đó anh bình tĩnh ăn và uống thuốc hạ sốt vitamin C. Nam diễn viên cho biết anh không khuyến khích việc tự ra ngoài để mua thuốc bởi mỗi người đều có thể là nạn nhân của Covid-19. Tốt nhất là hãy cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp. Thời điểm đó, anh Đức đã gọi cho người bạn là La Thành để nhờ gửi cho mình bộ xét nghiệm nhanh. Thời điểm đó, anh Đức biết mình đã dương tính. Lúc đó, nam diễn viên chỉ mỉm cười, còn tự đùa rằng con virus tiêu rồi một cách hài hước, lạc quan và bình tĩnh. Ngay sau đó, anh Đức đã liên hệ cho y tế địa phương để khai báo tình hình và được yêu cầu tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, đồng thời báo cho những người đã tiếp xúc với anh trong 7 ngày qua để họ tự cách ly. Nam diễn viên chia sẻ, sau khi test nhanh dương tính, anh đã làm xét nghiệm khẳng định PCR để chắc chắn. Sau đó, ngày 3 tháng 8, anh Đức nhận kết quả xét nghiệm PCR dương tính và được yêu cầu không quay lại bệnh viện để lấy kết quả. Một lần nữa, nam diễn viên thông báo kết quả cho y tế phường và được hướng dẫn theo dõi và anh cũng đặt mua máy SpO2 để theo dõi nồng độ oxy trong máu. Trong quá trình điều trị, anh Đức đã nhờ bạn bè hỗ trợ cho rất nhiều thuốc tại nhà. Ngoài ra, nam diễn viên cũng nấu nước chanh xả gừng để xông, nếu không có thì nấu nước sôi, cho vài giọt dầu xanh để xông, khò nước muối nhiều lần trong ngày. Những ngày tiếp theo, anh Đức cho biết anh bắt đầu mất vị giác, không phải là mất hẳn, vẫn cảm giác được chua, cay, mặn, ngọt nhưng không rõ ràng, khứu giác cũng không tốt như trước. Nam diễn viên cũng cho biết khi mắc Covid-19, anh ăn nhiều hơn những ngày bình thường, vì động lực là ăn để khi nào tìm được đúng vị thì mới thôi. Hơi khó thở thì tập hít thở sâu, vận động vừa sức mình. Anh chọn làm việc nhà, quét nhà, lau nhà, nấu nướng, rửa chén. Nói chung là những việc nhẹ nhàng để vận động cơ thể, tránh mệt mỏi quá sức. Diễn viên Anh Đức duy trì uống thuốc trong vòng 7 ngày, sau đó ngừng thuốc. Chỉ khi nào thấy nhức đầu hay mệt mỏi quá mới uống một viên giảm đau. Anh cũng không quên bổ sung cam và trái cây tươi. Nam diễn viên cũng cho biết anh uống rất nhiều nước, súc họng bằng nước muối. Nếu mắt bị đỏ thì nhỏ thuốc nhỏ mắt, nếu sốt thì tiếp tục xông hơi. Thời gian rảnh rỗi sẽ dành để đọc sách, xem phim, theo dõi tin tức chính thống từ báo đài. Đặc biệt, anh Đức chia sẻ, anh cũng thường xuyên xem các clip chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, vì đó là những thông tin bổ ích, tích cực và vô cùng cần thiết, đặc biệt là những ca F0 như anh. Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã ổn định trở lại, anh đang bắt đầu suy nghĩ về nguồn lây. Anh cho biết, nguy cơ lớn nhất là ở siêu thị, vì anh chỉ đến đó mua thức ăn về nhà nấu ăn. Nên hai ngày qua, khi thấy mọi người đổ ra siêu thị mua đồ dự trữ, nam diễn viên vô cùng lo lắng. Anh gửi lời động viên nhắn nhủ đến cộng đồng. Chúng ta hãy chấp hành theo các quyết định của chính phủ, vì họ vẫn đang ngày đêm nỗ lực tìm những phương pháp tối ưu nhất để dập dịch. May mắn là tôi đã vượt qua, không gây lo lắng cho những người xung quanh. Trong thời gian tự điều trị, cần giữ tâm lý thoải mái nhất, chỉ cho những người cần thiết biết về tình trạng sức khỏe của mình thôi. Vì khi nhiều người biết, họ sẽ lo lắng, sẽ hỏi thăm sốt sắng bạn. Đôi khi nó tích cực, nhưng đôi lúc sẽ mang lại những tiêu cực. Nào là thuốc này không tốt đâu, phải uống thuốc kia, nguy hiểm lắm, phải thủ sẵn oxy ở nhà, sao không đi cách ly mà ở nhà. Trong khi đó, tôi đang lạc quan phấn khởi quá chừng. Đừng uống thuốc tây quá nhiều cũng hại gan, đủ liều thôi. Oxy cũng không nên trữ, trữ rồi thì người cần lấy đâu mà xài. Mình hãy là bác sĩ tốt nhất cho chính bản thân mình.
Tóm lại, những người khỏe mạnh và tâm lý tốt sẽ thắng con corona này thôi. Nhưng nó thực sự nguy hiểm, không được chủ quan. Hãy bảo vệ những người xung quanh và đừng là trung gian lây nhiễm cho những người trong gia đình. Cảm ơn tất cả vì tôi vẫn an toàn. Chúng ta sẽ thắng trận đại dịch này sớm thôi. Chúng ta phải chung sức, chung lòng để các y bác sĩ, các chiến sĩ công an và quân đội sớm được nghỉ phép về thăm gia đình. Trong suốt thời gian nam diễn viên nhiễm Covid-19, bạn bè và người thân cũng liên tục có những hành động ấm áp giúp anh Đức mau chiến thắng bệnh tật. Trong đó, đặc biệt là cặp vợ chồng đình đám showbiz Trấn Thành Harry Won. Trên trang cá nhân, anh Đức cũng chia sẻ bữa ăn thịnh soạn do vợ chồng Trấn Thành Harry Won gửi cho mình. Nam diễn viên bộc bạch, đây là đồ tiếp tế của vợ chồng Sinh Ri, hảo hạng lắm, còn bao gạo của Harry và một mớ bơ sữa nữa. Cảm ơn vợ chồng Sinh Ri đã cung cấp thực phẩm cho bệnh nhân. Có thể thấy không rầm rộ khoe mẽ, nhưng những hành động ấm áp mà cặp đôi Trấn Thành Harry Won dành cho người bạn thân của mình là anh Đức đã khiến nhiều người hâm mộ phải xúc động. Những lúc đau ốm khó khăn, chỉ cần nhận được sự quan tâm nhỏ như vậy cũng đủ để bất cứ ai phải siêu lòng. Hiện tại, thông tin diễn viên anh Đức tiết lộ mắc Covid-19 và đã tự chữa khỏi tại nhà vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đa số dành lời khen cho nam nghệ sĩ vì đã lạc quan vượt qua dịch bệnh, đồng thời gửi lời chúc và dặn dò nam diễn viên cố gắng giữ gìn sức khỏe. Một nickname để lại bình luận: cảm ơn em vì đã chia sẻ cho mọi người không hoang mang khi nhiễm Covid-19. Và chính bản thân mình bị thì mình mới có tiếng nói chính xác để mọi người an tâm và tinh thần luôn thoải mái, đón nhận, chữa trị đúng cách và cũng là điều giúp y tế Việt Nam bớt gánh nặng. Cảm ơn em vì đã chia sẻ. Ngoài ra, cũng có một số người đã gặp trường hợp tương tự như anh Đức, cũng từng mắc Covid-19 và tự điều trị tại nhà. Một số người để bình luận cho biết, mình cũng đã bị Covid nhưng cũng dễ hồi phục. Còn virus này chỉ có sức mạnh với những người có bệnh nền thôi. Những người dân không đi kiểm tra sức khỏe hàng năm có bệnh nền mà không biết. Khi gặp dịch bệnh này, sức đề kháng không có thì rất nguy hiểm. Qua những chia sẻ từ bài đăng của anh Đức, nhiều người có thêm tinh thần lạc quan, tự tin chiến thắng dịch bệnh, để nếu không may mắc phải dịch Covid-19 thì cũng có thể lạc quan, cố gắng mà vượt qua. Và đó là điểm tin trong ngày của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Hóm Showbiz để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.